Xin chào mọi người, mình là Hồng Vương Review Phim đây. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim Godzilla năm 1998. Hãy cùng mình xem hết bộ phim siêu hay này nhé! Trong quá khứ, nhân loại đã thử nghiệm trên những hòn đảo nhỏ gần nước Pháp và hoàn toàn coi thường các loài động vật sống trên đảo. Quân đội cuối cùng đã quyết định thử bom hạt nhân của họ dưới đại dương, gây ra một vụ nổ lớn thổi bay mọi thứ trên đường đi của nó. Các bức xạ có thể thay đổi di truyền của các loài bò sát bên trong các hòn đảo gần đó, và điều này chắc chắn sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp cho nhiều người trong tương lai gần. Nhiều năm sau thí nghiệm, một chiếc thuyền đánh cá Nhật Bản đang lên kế hoạch về nhà khi họ đã đánh bắt đủ số cá cho chuyến đi trước khi mọi người có thể quay trở lại đất liền. Họ nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, radar của họ bắt đầu cho thấy có thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến gần. Mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bấm chuông báo động ngay lập tức khi tất cả các công nhân lao về phía phòng điều hướng để xoay chiếc thuyền đánh cá ra khỏi va chạm. Tuy nhiên, mũi tàu của người dân cuối cùng đã bị sinh vật to lớn đâm vào. Nó dễ dàng xé nát chiếc thuyền đánh cá và giết chết tất cả những người ở gần đó. Rất nhanh, con quái vật cố gắng nhấn chìm toàn bộ con tàu và đánh bật con người đi bằng cái đuôi khổng lồ của nó. Sau đó, một nhà sinh vật học tên là Nick đang đi tới vùng phóng xạ để anh có thể nghiên cứu các bức xạ đã ảnh hưởng đến những sinh vật gần đó như thế nào. Nick bước ra khỏi xe và lao về phía mặt đất gần đó, nơi anh ta dùng que điện để ép những con giun lên bề mặt. Khi anh thu thập được các mẫu, anh nhanh chóng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Anh nhìn thấy một nhóm binh lính đang lao về phía mình. Hóa ra quân đội đến đây để nhờ anh giúp đỡ, vì họ cần nhà sinh vật học kiểm tra điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra gần đây. Rất nhanh, Nick được đưa lên máy bay và bay về phía một hòn đảo gần Thái Bình Dương. Cuối cùng, nơi anh ta đến là bờ biển gần đó. Khi anh đáp xuống mặt đất, anh được chào đón bởi tướng quân đội Hoa Kỳ, người đưa các nhà khoa học đến một nơi mà những người lính đã thiết lập một tham số trên mặt đất. Mọi người đã tìm thấy những dấu chân khổng lồ ở khu vực lân cận, mà nó không thể được tạo ra bởi bất kỳ loài nào được biết đến trên trái đất. Điều hấp dẫn hơn nữa là dấu chân khổng lồ có rất nhiều chất phóng xạ. Điều đó có nghĩa là sinh vật tạo ra chúng phải có tính phóng xạ. Thật may mắn là mọi người đã tìm thấy một người sống sót từ tàu đánh cá Nhật Bản, người vẫn sống sót sau cuộc tấn công của sinh vật này. Nhưng người đàn ông này đã bị điên và chỉ trả lời rằng sinh vật đó tên là Godzilla. Ngay sau đó, mọi người được đưa vào xe của quân đội và được lái về phía chiếc tàu đánh cá khổng lồ của Nhật Bản đang mắc cạn trên bờ. Khi mọi người bước ra xe, họ sửng sốt trước những gì họ nhìn thấy trước mắt khi chứng kiến con tàu dường như đã bị phá hủy như thế nào. Điều mà mọi người không nhận ra đó là con quái vật đã để mắt đến nhiều tàu đánh cá hơn. Những chiếc tàu Mỹ dường như đã bị mắc kẹt dưới đại dương. Tuy nhiên, trước khi mọi người tìm ra cách tự giải thoát, các con tàu bắt đầu bị kéo xuống. Tàu của họ bắt đầu chìm rất nhanh xuống đáy đại dương và nhấn chìm tất cả thủy thủ cùng một lúc. Rất nhanh, quân đội Mỹ đã nhận được tin về vụ việc này và họ nhận ra rằng họ đang ở trong tình trạng nghiêm trọng vì con quái vật ở ngay bên ngoài thành phố New York. Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng nó phải là một loài khủng long thời tiền sử chưa bao giờ tuyệt chủng, nhưng Nick cho rằng sinh vật này là một loài mới được tạo ra bởi các thí nghiệm hạt nhân của loài người. Ở phía bên kia, người đàn ông đang câu cá trên bờ biển thành phố New York và nhanh chóng câu được một thứ gì đó to lớn. Cần câu của ông đang được kéo về phía mặt nước. Sau đó, ông nhìn thấy con Godzilla khổng lồ bắt đầu lao về phía ông già và phá hủy mọi thứ trên đường. Con quái vật cuối cùng đã đến được bờ biển. Nó gây ra sự hỗn loạn trên đường cao tốc và bắt đầu nghiền nát mọi thứ dưới đôi chân to lớn của nó, khiến con người phải chạy trốn để lấy mạng sống. Godzilla khổng lồ nhanh chóng tóm lấy một chiếc xe xây dựng, nâng cỗ xe lên không trung và nghiền nát mọi thứ trong miệng của nó. Cùng lúc đó, thị trưởng thành phố đang có bài phát biểu trước tất cả những người ủng hộ bầu cử mình. Ông hứa với tất cả mọi người về một tương lai tốt đẹp hơn và không nhận ra rằng mọi người sẽ sớm gặp nguy hiểm khủng khiếp. Mặt đất bắt đầu rung chuyển như thể đang xảy ra một trận động đất dữ dội. Mọi người bối rối không biết những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, tất cả mọi người sớm bắt đầu bỏ chạy để thoát thân. Họ thấy con quái vật khổng lồ đang tiến về phía họ và nghiền nát mọi thứ cản đường. Con quái vật cuối cùng cũng đến được trung tâm thị trấn và phá hủy tất cả các tòa nhà cùng lúc. Một nhà báo tên Victor nhanh chóng nhận thấy điều này và ngay lập tức bắt đầu đuổi theo quái vật cùng với chiếc máy quay của mình. Anh bắt đầu chạy ngược lại đám đông và cuối cùng có thể đến ngay trước mặt sinh vật khổng lồ. Victor nhanh chóng chớp lấy cơ hội và bắt đầu quay phim con quái vật. Godzilla bước thẳng vào con người nhỏ bé của anh. May mắn thay, con quái vật đã không làm anh bẹp lép. Điều đó chứng minh rằng người quay phim luôn luôn bất tử. Sau toàn bộ cuộc tấn công khủng khiếp vào thành phố, quân đội cuối cùng cũng đến cùng với các nhà khoa học. Họ cố gắng tìm những gì để ngăn chặn các cuộc tấn công của quái vật, trong khi tất cả người dân đang hoảng sợ và cố gắng thoát khỏi thành phố ngay lập tức. Chẳng bao lâu sau, thị trưởng cũng quay trở lại trung tâm thị trấn và cố gắng đảm bảo với tất cả các nhà tài trợ của mình rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, mà không nhận ra rằng một người đàn ông bí ẩn tên là Rick đã bí mật đặt một thiết bị lên áo của ông ta. Hóa ra Rick là một đặc vụ bí mật làm việc cho chính phủ Pháp. Họ cố gắng theo dõi hoạt động của người Mỹ để đối phó với Godzilla. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ không biết họ nên làm gì, vì giờ đây họ đã mất dấu con quái vật khổng lồ. May mắn thay,
Những người lính cuối cùng đã có thể tìm vị trí mới nhất của Godzilla. Họ nhanh chóng chạy về phía ga tàu điện ngầm và đến tầng dưới, nơi họ thấy một đường hầm lớn đã được đào ra. Mọi người bắt đầu kiểm tra khu vực ngay lập tức và lên kế hoạch theo con quái vật vào trong hố. Nhưng Nick Anh đã nhanh chóng đưa ra một kế hoạch tốt hơn nhiều. Rất nhanh quân đội bắt đầu dàn dựng một cái bẫy. Nhiều xe tải đang lùi về cùng một địa điểm, sau đó vứt một tấn động vật biển lên mặt đất. Hóa ra Nick đang lên kế hoạch dụ Godzilla đến để cuối cùng hạ gục con quái vật bằng tất cả sức mạnh của họ. Không lâu sau, mọi người bắt đầu cảm thấy rung chuyển trên mặt đất, miệng cống phát nổ dữ dội từ bên dưới. Một sinh vật cuối cùng bắt đầu phun trào từ bên dưới sàn nhà. Nó cố gắng tìm kiếm thức ăn ở gần đó. Nick Anh ngạc nhiên trước kích thước to lớn của con quái vật. Godzilla tiến gần hơn về phía con người nhỏ bé và gầm lên giận dữ với người đàn ông. Đáng ngạc nhiên là sinh vật này lại để Nick yên và nó lao thẳng về phía thức ăn. Con quái vật chỉ quan tâm đến việc lấp đầy cái bụng của nó bằng cách ăn cá trên mặt đất. Tuy nhiên, hòa bình nhanh chóng bị vỡ khi tướng quân bảo các binh sĩ nổ súng ngay lập tức và khiến vô số đạn được bắn ra về phía sinh vật. Trước sự ngạc nhiên của con người, Godzilla đã né tránh được bệ phóng tên lửa, làm nổ tung toàn bộ tòa nhà phía sau sinh vật. Con quái vật chớp lấy cơ hội và nhanh chóng chạy khỏi khu vực, đồng thời đập vỡ tất cả xe tăng cùng lúc. Sau đó nó quay lại và thổi bay những người lính bằng ngọn lửa, biến mọi người thành bữa tiệc nướng ngon lành. Quân đội buộc phải gửi trực thăng của họ đuổi theo con quái vật. Họ đuổi theo Godzilla qua các tòa nhà chọc trời. Rất nhanh sau đó, khi họ bắn tên lửa về phía kẻ thù, nhưng cuối cùng chỉ bắn trúng tòa nhà đắt nhất, không còn lựa chọn nào khác. Trực thăng bắn súng ngắn của họ vào sinh vật khổng lồ và đuổi theo nó qua nhiều tòa nhà. Nhưng cuối cùng họ lại mất dấu Godzilla khỏi cuộc truy đuổi. Mọi người đã tìm được một cái lỗ khổng lồ trên tòa nhà chọc trời. Họ thấy sinh vật đó đang ở phía bên kia khi họ bắt đầu bắn tất cả đạn dược về phía quái vật, đồng thời gây ra vụ nổ lớn. Họ nghĩ rằng đã thắng trận, những người lính bắt đầu ăn mừng chiến thắng, nhưng quái vật khổng lồ lao ra từ phía sau và tiêu diệt hầu hết cả đội cùng lúc. Chỉ còn một người lính sống sót và tìm cách thoát khỏi quái vật, nhưng lại bị phục kích từ bên dưới bởi con Godzilla. Mọi người nhanh chóng nhận ra rằng họ đã mất hết binh lính và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc. Trong khi đó, con quái vật khổng lồ trèo lên tòa nhà và gầm lên giận dữ trong chiến thắng. Mặc dù đã thua trong trận chiến trước kẻ thù khổng lồ, Nick Anh cũng có thể lấy các vật liệu di truyền quan trọng từ Godzilla. Anh lên kế hoạch tìm hiểu lý do tại sao quái vật lại ở đây và nhanh chóng đi đến hiệu thuốc để mua một loạt hóa chất để thử nghiệm nội tiết tố. Nhưng rất ngạc nhiên khi thấy bạn gái cũ của anh là Audrey, cô đang làm việc với tư cách là một phóng viên. Mặc dù Nick vẫn còn hơi buồn về cuộc chia tay trước đó của họ, nhưng anh vẫn quyết định tha thứ cho cô gái vì trước đây cắm cho anh cái sừng dài 20cm. Anh đưa cô đến phòng thí nghiệm của mình. Anh muốn tìm ra lý do sinh vật này đến thành phố. Trước sự ngạc nhiên của anh, kết quả kiểm tra nội tiết tố nhanh chóng cho thấy rằng con quái vật dường như đang mang thai. Điều này giải thích tại sao sinh vật này cần rất nhiều thức ăn, đồng thời đào đường hầm dưới lòng đất để có chỗ cho những đứa con sắp nở ra. Anh nhận ra rằng con quái vật khổng lồ sẽ sinh sản rất sớm và nhanh chóng quyết định báo cáo phát hiện của mình cho chính phủ. Cô phóng viên bắt đầu xem qua tất cả các tài liệu bí mật của chính phủ của Nick để lại và đánh cắp chúng vì lợi ích cá nhân của mình. Ở phía quân đội, vị tướng quân đội bắt đầu lên kế hoạch một cái bẫy khác cho con quái vật khổng lồ. Nhưng Nick thông báo với mọi người rằng có một vấn đề cấp bách cần giải quyết. Anh nói với mọi người rằng Godzilla khổng lồ sắp sinh ra hàng trăm quái vật nhỏ. Điều này có thể gây ra thảm họa cho toàn bộ loài người. Nick Anh đề nghị họ nên đi tìm tổ của quái vật và tiêu diệt tất cả trứng của sinh vật này trước khi chúng nở. Tuy nhiên, trước khi Nick kịp nói xong kế hoạch của mình, thì họ nhanh chóng bị gián đoạn bởi một bản tin trên TV nơi thông tin mật về con quái vật dường như đã bị rò rỉ bởi chính Nick tiết lộ. Mọi người nghe thấy điều này và ngay lập tức đổ lỗi cho Nick vì anh đã phản bội lòng tin của họ và đuổi ra khỏi đội ngay lập tức. Tuy nhiên, điều mà mọi người không nhận ra là Rick cũng đã bí mật theo dõi họ và đặc vụ bí mật này có một kế hoạch khác để sử dụng nhà khoa học. Ngay sau đó, Nick buộc phải rời khỏi căn cứ của chính phủ. Anh bắt taxi đến sân bay nhưng nhanh chóng gặp lại bạn gái cũ của mình. Anh bày tỏ sự thất vọng về sự phản bội của cô gái. Sau đó lên xe và để lại cô gái không có gì ngoài cảm giác tội lỗi. Nick Anh ngồi trong xe và nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì lạ. Chiếc taxi đang đưa anh ta rời khỏi điểm đến. Anh bảo người lái xe dừng lại, nhưng hóa ra Rick là người đã lái xe suốt quãng đường. Và anh ta cho Nick biết rằng mình đang bí mật làm việc cho chính phủ Pháp. Sau đó anh ta đưa Nick vào căn cứ bí mật của mình, nơi một nhóm binh lính đang chuẩn bị vũ khí để họ lên kế hoạch tiêu diệt tổ quái vật và họ cần nhà khoa học tham gia cùng để đảm bảo nhiệm vụ được thành công. Nick Anh đồng ý giúp họ vì đây là cách duy nhất để ngăn chặn loài người bị hủy diệt trong tương lai. Cùng lúc đó, Audrey đang khóc trên giường vì cô ấy cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã phản bội Nick. Bạn của cô ấy là Victor đã vào phòng, khuyên cô ấy đừng cảm thấy có lỗi với bản thân nữa. Anh ta gợi ý rằng đáng lẽ ra cô ấy sửa đổi sai lầm bằng hành động và điều tốt nhất để làm điều này là tiêu diệt tổ của quái vật càng sớm càng tốt. Cả hai nhanh chóng quyết định đi về phía ga tàu điện ngầm. Họ đột nhập vào tòa nhà và tiếp tục đi sâu hơn vào tầng hầm và tiếp tục tiến về phía đường hầm lớn. Ở phía bên kia,
Nick ăn mặc giống lính Mỹ cùng với các đặc vụ Pháp và họ nhanh chóng đạt được các tiêu chuẩn an toàn do chính phủ đặt ra. Cả đội đã đánh lừa những người lính khi đội trưởng nói giọng Mỹ. Họ nhanh chóng vượt qua hàng rào kiểm soát, điều mà cả nhóm không nhận ra là quân đội đã giăng một cái bẫy khác cho con quái vật khổng lồ, với hy vọng bắt được sinh vật này trong lần thử thứ hai ở phía Nick. Cả nhóm đã vào được đường hầm, nhưng nhanh chóng bắt đầu cảm thấy rung chuyển khắp nơi. Mọi người kinh hãi chứng kiến Godzilla đâm xuyên qua các bức tường gần đó, đồng thời lao thẳng về phía họ và buộc những người lính phải lùi lại ngay lập tức. Các phóng viên cũng nhìn thấy con quái vật và buộc phải chạy sang hướng khác. Victor Anh tiếp tục quay phim, Godzilla nó đang lao ra khỏi đường hầm và đang tiến thẳng tới cái bẫy của quân đội. Điều này thuận tiện cho phép cả nhóm tiến về phía tổ của quái vật. Ở phía bên kia, những người lính đã nhanh chóng phát hiện ra sinh vật khổng lồ đang di chuyển trên đường phố. Họ kiên nhẫn chờ đợi để con quái vật đến gần cái bẫy họ có thể phục kích. Godzilla di chuyển gần hơn về phía công viên, nó nhanh chóng chú ý đến con người trên mặt đất và bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra ở lần trước khi nó đang ăn thịt những con cá. Thấy rằng con quái vật không rơi vào bẫy, những người lính buộc phải nổ súng ngay lập tức và Godzilla nhanh chóng chạy theo hướng khác. Nó chạy nhanh qua các tòa nhà đồ sộ, vô số trực thăng bắt đầu lao ra với những khẩu súng rực lửa. Họ đều cố gắng hạ gục Godzilla cùng lúc. Ngay sau đó, sinh vật này bắt đầu chạy về phía đại dương. Các pháo binh đang bắn tất cả tên lửa vào kẻ thù. Điều này khiến Godzilla phải nhảy lên không trung và cuối cùng lặn xuống nước. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc vì con người đã đóng nhiều tàu chiến trong đại dương để đề phòng con quái vật. Hải quân đã quét ra sinh vật khổng lồ và bắn ngư lôi của họ đi, nhưng con quái vật vẫn có thể né tránh các cuộc tấn công liên tục. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi các thủy thủ nhận ra rằng Godzilla đang hướng thẳng về phía tàu của họ. Những người lính cố gắng trốn thoát, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Sinh vật này đâm sầm vào tàu từ bên dưới tạo ra một vụ nổ lớn. Godzilla bắt đầu bơi trở lại hòn đảo và các tàu khác bắt đầu đuổi theo nó từ phía sau. Mọi người nhìn thấy điều này và nhanh chóng bắn ngư lôi một lần nữa. Sinh vật khổng lồ cố gắng đào đất nhưng cuối cùng nó bị trúng bom từ phía sau và gây ra vụ nổ lớn. Con người bắt đầu ăn mừng vì nghĩ rằng họ đã giết được con quái vật. Trong khi đó, Godzilla từ từ chìm xuống đáy đại dương. Ở phía bên kia, Phoenix tiếp tục mạo hiểm xuyên qua các đường hầm cùng với đồng đội và cuối cùng họ cũng thể đến được tổ quái vật, nơi họ nhìn thấy hàng trăm quả trứng khổng lồ nằm trên mặt đất. Mọi người nhận ra rằng họ phải tiêu diệt các Godzilla con ngay lập tức trước khi chúng nở. Nhưng thật không may, những người lính không mang đủ bom cho công việc trước khi họ biết phải làm gì tiếp theo. Nick nhanh chóng bắt đầu nghe thấy những rung động bên trong quả trứng. Hóa ra con vật khổng lồ thoát ra khỏi vỏ, đồng thời tất cả những quả trứng khác cũng rung chuyển. Mọi người nhận ra rằng họ đang gặp rắc rối nghiêm trọng khi vô số quái vật con bắt đầu nở ra từ trứng và ngấu nghiến thức ăn trên mặt đất. Mọi người buộc phải chạy khỏi khu vực. Các sinh vật bắt đầu đuổi theo họ dữ dội từ phía sau và cố gắng để nuốt chửng họ. May mắn thay, Nick Anh cuối cùng đã có thể trốn thoát khỏi những con vật hung ác cùng với đồng đội, nhưng những người lính khác đã bị lũ quái vật giết chết một cách kinh hoàng. Đặc vụ Pháp nhận ra rằng họ phải giữ những con non bên trong và Nick gọi quân đội ném bom toàn bộ tòa nhà. Nhưng tiếc là điện thoại của họ không có tín hiệu nào. Ngay lúc họ đang cạn ý tưởng thì hai phóng viên rơi xuống từ ống dẫn khí. Nick bị sốc vì thấy kẻ cắm sừng mình. Tuy nhiên cô gái nói rằng cô ấy biết cách liên lạc với quân đội. Vào lúc đó, những con quái vật hung ác đang tiến gần và buộc họ phải chạy. Cả nhóm cuối cùng cũng lên được tầng 2 và họ lao vào phòng quan sát. Victor bắt đầu bật camera và cô gái bắt đầu phát sóng trực tiếp bản tin. Ngay sau đó, tất cả những người bên ngoài bắt đầu chú ý đến phóng viên trên TV và Nick chỉ cho quân đội biết vị trí của vô số con non và cầu xin quân đội ném bom tòa nhà ngay lập tức. Tướng quân nghe thấy điều này và bắt đầu ra lệnh cho máy bay của mình bắn phá các sinh vật. Rick nhận ra rằng họ phải rời khỏi tòa nhà này ngay bây giờ. Cả nhóm cuối cùng đã leo xuống từ tầng 2 và chạy nước rút qua hành lang, đồng thời vô số quái vật đang đuổi theo phía sau. Tuy nhiên mọi người cuối cùng cũng đến được lối vào phía trước và họ nhanh chóng nhận thấy rằng nơi đây còn nhiều quái vật non hơn, nhận ra rằng họ sắp hết thời gian. Rick Anh ứng biến bằng cách bắn hạ đèn chùm trên trần nhà, sử dụng các vật thể rơi ra để dọn sạch đường. Sau bao nhiêu khó khăn, cả nhóm đã thoát ra và nhốt những con quái vật bên trong. Rất nhanh, các máy bay chiến đấu bay vào khu vực và phóng tên lửa ngay vào công trình, tạo ra một làn sóng xung kích lớn và biến những con non thành gà rán. Sau vụ nổ, mọi người thấy rằng tất cả những con vật hung ác đã bị tiêu diệt và nghĩ rằng họ đã thắng trận. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bắt đầu nghe thấy một tiếng gầm lớn và kinh hoàng nhìn Godzilla mẹ xuất hiện từ vô số đống đổ nát. Sinh vật này nó nhanh chóng nhận ra rằng tất cả những đứa con của mình đã chết và nó đổ lỗi cho con người là thủ phạm. Mọi người bắt đầu chạy trốn và sinh vật khổng lồ đuổi theo phía sau. Nó cố gắng xé xác con người thành nhiều mảnh. Cả nhóm đã tìm được một chiếc xe. Rick Anh lái xe rời khỏi khu vực. Tuy nhiên con quái không sẵn sàng từ bỏ việc báo thù. Nó tiếp tục cố gắng phá hủy chiếc xe. Nó cố gắng sử dụng hàm khổng lồ của mình ra một vụ nổ lớn để ngăn chặn chiếc xe lại. Mọi người nhận ra rằng họ không thể chạy trốn khỏi kẻ thù mãi được và quyết định lao về phía cây cầu gần đó. Nhưng đột nhiên Godzilla phóng ra ngay trước mặt cả đội.
và cố gắng nghiền nát mọi người đến chết bằng cách sử dụng hàm khổng lồ của nó. May mắn thay, Nick Anh sử dụng dây điện từ cây cầu để gây sốc quái vật, khiến con quái vật phải thả chiếc ô tô ra. Mọi người tận dụng cơ hội lái xe đi nhanh nhất có thể, nhưng con quái vật tiếp tục đuổi theo cả nhóm từ phía sau và phá hủy toàn bộ cây cầu. Tuy nhiên, sinh vật nó nhanh chóng bị mắc kẹt bên trong những sợi cáp lớn và bắt đầu trói con quái vật như một bó dây thừng. Quân đội lao đến tấn công ngay lập tức. Vô số máy bay chiến đấu bay về phía con quái vật và bắt đầu bắn phá sinh vật bằng vô số tên lửa, khiến sinh vật hét lên đau đớn. Godzilla bắt đầu rơi xuống đất và đập nát chiếc xe như một chiếc bánh đồng xu. Nick Anh từ từ tiến về phía con quái vật. Anh thông cảm với nó vì là một người mẹ. Nó làm vậy chỉ là để bảo vệ những đứa con của mình. Thấy có người vẫn tỏ lòng thương xót đối với mình, nó đã nhắm mắt lại lần cuối để kết thúc bộ phim. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những bộ phim hay kế tiếp. Bye bye!